Vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta đã đi qua phiên giao dịch của ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7 của năm 2022. Và thị trường đã diễn ra theo đúng nhận định của em. Thị trường đã giảm điểm. Và chúng ta nhìn thấy một số dòng cổ phiếu nhất định đã dẫn dắt thị trường. Chúng ta thấy nổi lên ở đây, đó là Hòa Phát trong VN30 và nhóm thép. Như vậy là chúng ta đã thấy là nhóm thép đã trụ đỡ thị trường trong giai đoạn này. Nhưng thực chất trong tuần sau thị trường sẽ đi đâu về đâu? Vì tuần sau anh chị em đã biết rằng tuần sau chính là đáo hạn phái sinh. Đáo hạn phái sinh sẽ diễn ra vào thứ năm ngày 21 tháng 7 của năm 2022. Và đáo hạn phái sinh thì anh chị em phải chuẩn bị gì cho đáo hạn phái sinh? Nhưng anh chị em không hiểu về phái sinh thì có lẽ anh chị em sẽ không thấy vấn đề nó phức tạp. Còn nếu anh chị em đã hiểu về phái sinh thì anh chị em thấy phái sinh thật sự là một cái gì đó nó kỳ diệu. Nó là sự hấp dẫn riêng dành cho anh chị em. Nếu anh chị em không hiểu thì chúng ta thấy nó không ra sao cả. Nhưng nếu anh chị em hiểu thì thấy thật sự nó có ý nghĩa riêng. Và tất cả mọi thứ sinh ra trên thế gian này đều có ý nghĩa riêng của nó. Mọi thứ đều có giá trị trong một khoảng không gian và thời gian nhất định nào đó. Do vậy đáo hạn phái sinh trong tuần sau, ngày 21 tháng 7 năm 2022, nó có ý nghĩa riêng của nó và nó có ý nghĩa nhất định. Và tuần này chúng ta đã thấy rồi, hôm nay ngày 15 tháng 7, thị trường kết phiên chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi. Như vậy là một cây nến búa được tạo ra. Thị trường giảm 2.92 điểm và tương ứng với giảm đó là 0.25%. Về lại mốc đó là 1179, 1179.25. Và chúng ta đã thấy rồi, hôm nay một cây nến búa được tạo ra rất rõ ràng. Và em sẽ cùng anh chị em chúng ta xem một cây nến búa được hình thành trong lịch sử của VN-Index sẽ dẫn tới thị trường đi đến đâu về đâu. Trong buổi trao đổi hôm trước thì em đã cùng anh chị em chúng ta nhận định về thị trường thông qua MFI. Em đã nói rất rõ rồi, anh chị em có thể xem lại video của em. Trong video đó thì em đã nhận định thị trường và khuyến nghị cho anh chị em rất rõ rồi tại sao hôm nay chúng ta phải thoát hàng. Anh chị em có thể xem ở đây, em nói rất rõ rồi tại sao chúng ta lại hành động như vậy. Tại sao chúng ta hành động như vậy? Vì tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều có quy luật. Mọi thứ đều có quy luật. Cái quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được quy luật đó ra sao để chúng ta hành động sao cho phù hợp. Chứ không phải chúng ta cố chấp và cứng nhắc. Em và anh chị em đã cùng đi qua rất nhiều mùa xuân rồi. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều mùa xuân khác nhau. Mỗi một mùa xuân lại khác nhau. Không phải mùa xuân nào cũng giống mùa xuân nào. Mùa xuân năm 2020, năm 2021, rồi năm 2022 của chúng ta khác nhau rất nhiều. Như vậy chúng ta thấy mỗi một mùa xuân đi qua, chúng ta thấy những thứ khác nhau cùng diễn ra trên thị trường. Và tuổi đời của anh chị em càng nhiều lên trên thị trường chứng khoán thì anh chị em sẽ phải thấy là tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó trong mỗi giai đoạn khác nhau. Cái quan trọng nhất là chúng ta không cố chấp. Khi không cố chấp và chấp niệm thì anh chị em mới thấy tất cả mọi thứ đều diễn ra theo quy luật của nó. Quan trọng nhất là chúng ta nhận thức quy luật đó ra sao để chúng ta hành xử cho phù hợp. Và chúng ta sẽ phải là người thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào cái nhận thức của chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được thì tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, giống như bàn tay của Phật tổ. Dù tôi nó không có giỏi đến bao nhiêu chăng nữa cũng không vượt qua khỏi bàn tay của Phật tổ. Như vậy trí tuệ của anh chị bao la đến bao nhiêu chăng nữa thì chúng ta vẫn rất nhỏ. Nhưng khi những kiến thức này nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, có nghĩa là tất cả mọi thứ nằm trong bàn tay của chúng ta, nằm trong trí tuệ của chúng ta, thì có nghĩa thị trường chứng khoán vận động như thế nào chăng nữa cũng nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Như vậy là cái nhận định về thị trường của chúng ta cần những quy luật khách quan nhất định. Nếu anh chị em hiểu được vấn đề thì chúng ta thấy thị trường vận động theo quy luật của nó. Và chúng ta sẽ là người mà nhận ra quy luật đó để chúng ta hành động sao cho phù hợp, chứ không phải chúng ta chống lại quy luật. Một dòng nước chảy vẫn cứ chảy, dòng sông vẫn chảy và chúng ta không thể làm khác được. Nếu chúng ta muốn ngăn lại dòng sông, chúng ta phải cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều nguồn lực. Còn nếu một mình chúng ta chống lại thị trường, có nghĩa là đồng nghĩa với chúng ta sẽ chết trong dòng nước. Như vậy chúng ta nhận thức được thì chúng ta sẽ bơi ra dòng nước.
Đấy mới là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm trong giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo. Và anh xem có thể xem lại video này của Ed. Ed nói rất rõ về tại sao thị trường lại tăng, thị trường lại giảm dựa trên chỉ số đó là MFI. MFI. Rất nhiều anh chị em có thể anh chị em chưa xem video MFI của Ed thì anh chị em có thể xem lại MFI của Ed. Ed đã hướng dẫn rất nhiều anh chị em rồi. Mọi thứ đều có giá trị của nó trong một khoảng thời gian và không gian nhất định. Mọi quyết định đều đúng trong một thời điểm nhất định. Và không có cái gì là sai, không có cái gì là đúng cả. Và chúng ta cùng xem trong tuần trước Ed đã nhận định như thế nào trong phiên ngày hôm nay, phiên ngày 15 tháng 7. Ed đã nhận định rất rõ rồi, thị trường vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó. Thì báo lại là cùng trao đổi với xem. Anh chị em có thể xem lại kênh của mẹ để anh chị em hiểu được vấn đề. Ở đây thì em có rất nhiều bài, anh chị em có thể xem lại bài bài về chỉ báo của em, đó là chỉ báo dòng tiền money follow index. Money follow index để anh chị em có thể hiểu được vấn đề. Để hôm nay thì em có thể trao đổi với anh chị em về bài này để anh chị em sẽ hiểu được vấn đề tại sao như vậy. Hôm nay chúng ta có thể thấy rằng trong tất cả các lần chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Sau đó thị trường giảm điểm. Và hôm nay chúng ta cũng sau đó thị trường sẽ giảm điểm. Anh chị nhìn thấy. Sau đó thị trường giảm điểm. Chúng ta có thể hiểu rằng tất cả những lần như thế này, tất cả những lần như thế này, sau đó thị trường đều giảm điểm cả, dòng tiền đều rút ra. Như vậy là câu chuyện của em muốn trao đổi với cho em đó là hoàn lưu bão. Hoàn lưu bão. Những anh chị em làm về khí tượng thì anh sẽ rất hiểu những thứ này. Như vậy là câu chuyện em muốn gửi anh chị em hôm nay đó là câu chuyện về hoàn lưu bão. Thị trường của chúng ta anh chị em thấy rất rõ đây. Khi MFI lập đỉnh trong tất cả các lần MFI lập đỉnh thì chúng ta như thế. Sau đó cổ phiếu xuống, chúng ta cùng quay lại vùng đỉnh. Lần đầu tiên MFI vùng đỉnh thì chúng ta thấy ở đây. Chúng ta thấy vùng này, sau đó thì VN-Index đã đi xuống. Anh chị em có thể chúng ta xem. Như vậy là anh chị em đã thấy rằng trong tất cả các lần lập đỉnh của MFI thì đó cũng là đỉnh của cổ phiếu trong ngắn hạn. Và chúng ta thấy rằng tất cả những lần lập đỉnh đó cổ phiếu đều đi xuống, cổ phiếu đều đi xuống, đều đi xuống rất rõ ràng. Và trong video ngày hôm qua Ed đã nói rất rõ rồi, trong tất cả các lần, lần nào cũng vậy. Chính vì thế chúng ta nhận thức được vấn đề để chúng ta hiểu tại sao hôm nay Ed có quyết định cho anh chị em đó là chúng ta chốt lời T cộng 3 về. Và trong suốt tuần qua, Ed chủ yếu là khuyến nghị cho anh chị em vào thứ hai và thứ ba. Còn ngày thứ tư, năm, sáu và ngày hôm nay, ngày thứ sáu, Ed chủ yếu là cho anh chị em ngày thứ năm và thứ sáu bắt đầu chốt lời rồi. Ngày thứ tư chúng ta không hành động gì. Ngày thứ tư chúng ta không hành động gì cả. Ngày thứ năm là chúng ta bắt đầu chốt lời. Ngày thứ sáu là ngày của chốt lời. Và sáng nay thì Ed đã cho anh chị em đó là chúng ta chốt lời rồi. Và ngay trong video của Ed về ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7 của năm 2022 thì Ed cũng cho anh chị em chốt lời rồi. Ed có nói rất rõ rồi.
tất cả mọi thứ đều nằm trong quy luật của nó. Tất cả mọi thứ trong đều tất trong cả quy luật. Các lần đều đi xuống, các lần đều đi xuống, chúng ta nhìn rất rõ đây. Đây là thời điểm mùng 1 tháng 6. Mùng 1 tháng 6, thị trường của chúng ta là mức này là 1299. Và sau đó nó tạo đáy ở đây là thời điểm chúng ta thấy mùng 7 tháng 6. Mùng 2 tháng 6 đến mùng này của chúng ta là chúng ta nhìn đây. Mùng 1 tháng 6, mùng 1 tháng 6 năm 2022. Mùng 1 tháng 6 đến mùng 7 tháng 6. Mùng 7 tháng 6 chúng ta sẽ mất 6 ngày. Tiếp theo chúng ta lý đỉnh đây là mùng 9 tháng 6. Mùng 9 tháng 6 chúng ta thấy đáy ở đây là 15 tháng 6. Mùng 9, 15 tháng 6 chúng ta mất 6 ngày. Rồi tiếp theo đỉnh ở đây 16 tháng 6 chúng ta xuống điểm đáy này là 21 tháng 6 chúng ta mất 5 ngày. Rồi từ vùng này 30 tháng 6 về đáy ở đây mùng 6, mùng 7 tháng 7 là chúng ta mất 7 ngày, 8 ngày. Sau đó thì chúng ta về vùng này. Như vậy chúng ta mất 1 tuần. Chúng ta từ vùng này 14 tháng 7. 14 tháng 7 là chúng ta thấy là ngày mai. Ngày mai chúng ta nữa 14 tháng 7 chúng ta cộng thêm 5 phiên nữa. Như vậy chúng ta hết cả tuần sau. Hết tuần sau thị trường sẽ điều chỉnh. Sau đó xem em nói lại. Chúng ta sẽ nhìn điều chỉnh chúng ta gom dần. Và trong khi điều chỉnh chúng ta thì dòng tiền sẽ tập trung vào một số dòng cổ phiếu nhất định. Như vậy là chúng ta sẽ tập trung vào dòng đó. Thay vì cả thị trường đều giảm thì sẽ có một số dòng tiền sẽ tập trung vào đó, chúng ta tập trung vào. Như vậy là đúng như nhận định của em, thì anh chị em đã thấy rồi. Trong phiên ngày hôm nay, dòng tiền đã tập trung vào dòng thép. Anh chị em đã thấy rồi, dòng thép chúng ta thấy Hòa Phát. Hòa Phát là một điển hình chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi. Như vậy là mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta có chiến lược khác nhau. Và bao giờ cũng thế, ép luôn nhận định thị trường khác với những cái gì mà chúng ta nhìn thấy. Đấy là sự khác biệt. Nếu anh chị em không nhận ra sự khác biệt thì chúng ta sẽ không biết con đường của chúng ta đúng hay sai. Nếu chúng ta cứ đi trong đám đông, anh chị em sẽ không hiểu đám đông đang làm gì. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đứng trên đám đông để chúng ta biết đám đông đang nghĩ gì và làm gì. Nhưng thực chất chúng ta không phải đi theo đám đông. Chúng ta phải đi ngược đám đông. Bởi đám đông thực sự là đi theo sự dẫn dắt. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đi theo sự dẫn dắt của ai. Chứ không phải đám đông là đi theo dẫn dắt và bị sỏ mũi, bị dắt đi. Đấy mới là sự khác biệt. Quan trọng nhất là chúng ta nhận thức được điều gì từ thị trường sau nhiều năm anh chị chinh chiến trên thị trường. Chứ không phải là chúng ta năm nào cũng thế. Mỗi một năm một bài học chúng ta lại quên đi. Mỗi một năm một bài học. Nếu anh chị có kinh nghiệm, nhưng anh chị phải học và học liên tục không ngừng thì anh chị mới phát triển được. Còn nếu không, kinh nghiệm của ngày hôm nay sẽ lỗi thời ngay trong ngày mai. Kinh nghiệm của năm nay sẽ không dùng được cho năm sau. Do vậy là anh chị vẫn thua lỗ trong năm nay và năm sau. Chúng ta vẫn diễn ra như vậy. Và chúng ta lại oán trách, chúng ta lại chửi thị trường. Thị trường vẫn như vậy. Thị trường vẫn giống như hòn đá thôi. Nó có quy luật riêng của nó. Nó vận động riêng của nó. Trời đất cũng vậy. Tất cả mọi thứ có quy luật riêng. Thay vì chúng ta quay ra, chúng ta chửi thị trường. Chúng ta nói thị trường thế này, thị trường thế kia. Thay vào đó thì chúng ta dành thời gian đó, anh chị em tập trung nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Những bài giảng của S đã post lên đây rất nhiều rồi. Những bài giảng S đã trao đổi với anh chị em. S đã đào tạo rất nhiều anh chị em rồi. Đào tạo rất nhiều thế hệ rồi. Và anh chị em có thể tham khảo dựa trên đó. Sau đó thì anh chị em sẽ tích lũy kinh nghiệm. Tích lũy kinh nghiệm của chúng ta để chúng ta cùng tồn tại với thị trường. Không phải lúc nào S cũng dùng MFI, không phải lúc nào S cũng dùng MACD. Mỗi một giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ lựa chọn khác nhau. Nên thị trường có thể đúng, có thể sai, nhưng quan trọng nhất là chúng ta nhìn nhận vấn đề theo cách nào đó phù hợp nhất. Do vậy là anh chị em khi đạt đến tầm cao hơn, trong thời điểm này chúng ta dùng cái này giải thích, trong thời điểm khác chúng ta dùng cái khác giải thích, chứ không phải lúc nào cũng cứng nhắc. Khi chúng ta dạy được chữ nhất, khi đứng chữ vạn thì chúng ta ghi một vạn chữ nhất thì anh chị ghi cả năm cũng không hết chữ vạn. Đấy là sự khác biệt giữa nhận thức. Do vậy là anh chị em cần tích lũy kinh nghiệm thêm. Thời gian chúng ta còn rất nhiều. Thị trường chứng khoán của Việt Nam mới trải qua có hơn 20 năm thôi.
Do vậy chúng ta thấy rằng chúng ta còn rất nhiều năm, rất rất nhiều năm để kiếm tiền. Trong khi đó tuổi đời của anh chị còn rất trẻ, đa phần là rất trẻ. Nên anh chị em không phải vội vàng gì cả, chúng ta không cần đốt cháy giai đoạn. Chúng ta cần thời gian để anh chị tích lũy kinh nghiệm. Và sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, sau thời gian mài dìu, tích lũy đủ lượng sẽ biến đổi về chất. Đấy là triết học. Do vậy anh chị em cứ tích lũy đủ lượng đi, chúng ta sẽ biến đổi về chất. Sau này anh chị em sẽ thấy biển rộng mênh mông, nhưng chúng ta vẫn đến nơi được. Vì chúng ta có những con thuyền lớn, đó là trí tuệ của chúng ta. Nên anh chị em đã thấy là trong buổi hôm qua em đã nói rất rõ rồi. Canh thì chúng ta sẽ bắt buộc, chứ không phải chúng ta cùng. Đây không phải thời điểm chúng ta tìm. Cơn bão đi qua thì chúng ta mới biết, còn nếu anh chị em không thì chúng ta sẽ không hiểu cơn bão hơn gì nào. Do vậy trong phiên ngày mai, trong phiên ngày mai anh chị em cố làm sao chúng ta sẽ hành động, chúng ta hành động sớm hơn. Nếu không thì chúng ta vẫn là người thất bại. Cái quan trọng nhất là chúng ta hành động phải. Còn nếu không thì anh chị em, nhiều anh chị em có thể là anh chị em không hiểu vấn đề. Anh chị em vẫn nghĩ rằng là thị trường chưa đến mức như vậy, nhưng không phải. Lịch sử khách quan bao giờ cũng vậy, thị trường luôn có cách vận động riêng của nó. Thị trường luôn có một cách vận động. Nên chúng ta phải tuân thủ quy luật khách quan. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cần tuân thủ. Nhưng anh chị em đã cùng kinh qua rồi, anh chị em đã hiểu vấn đề. Còn nếu anh chị em chưa kinh qua thì anh chị em sẽ chờ những cái nhịp sau để chúng ta chứng minh được những cái điều này. Còn em luôn đồng hành cùng anh chị em. Do vậy trong phiên ngày mai anh chị em cố làm sao chúng ta sẽ cạnh những nhịp như vậy để chúng ta tái chung pháp bước trong một hành. Buổi trao đổi của em dành cho anh chị em ngày. Như vậy là anh chị em đã thấy rằng trong phiên ngày hôm qua, nhận định thị trường trong phiên ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7, Ed nói rất rõ rồi. 9 đến 11 giờ sáng là chúng ta sẽ canh, canh chốt lời. Và chúng ta có thể canh chốt lời sớm là 9 đến 10 giờ 30. Và trong phiên sáng nay thì anh chị em lại thấy là lực chốt lời sau 10 giờ 30 lên 11 giờ vẫn có một nhịp kéo lên để chốt lời tiếp. Sau phiên chiều chúng ta thấy 13 giờ bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều rất rõ ràng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra theo quy luật của nó. Tại sao Ad có thể nhận định được là 9 đến 11 giờ? Tại sao Ad lại nhận định được? Tại sao chúng ta phải chốt lời từ 9 đến 10 giờ 30? Về thực chất tất cả mọi thứ đều có quy luật của nó. Nên chúng ta hiểu được quy luật thì chúng ta sẽ thấy là mọi việc diễn ra đều có tính quy luật. Chúng ta thấy mọi việc thì rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Và anh chị em có thể thấy rằng thị trường chứng khoán diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta. Tại sao lại là kế hoạch? Thị trường vẫn vận động như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu được quy luật của nó thì chúng ta sẽ có kế hoạch chuẩn bị cho việc đấy diễn ra. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Mà do vậy hôm nay chúng ta đã nhìn thấy thị trường đã diễn ra theo đúng cách chúng ta đang lựa chọn. Để anh chị em thấy rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy luật khách quan của nó. Và hôm nay anh chị em thấy rằng lực kéo bắt đầu xuất hiện, chúng ta nhìn thấy lực chốt lời bắt đầu xuất hiện vào 10 giờ 45. Anh chị em thấy 10 giờ 45. Thời điểm này là 10 giờ 45. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. 10 giờ 45 thị trường bắt đầu chốt lời. 10 giờ 45. Như vậy Ed có nói rất rõ rồi, anh chị em chốt lời. Chốt lời từ 9 cho đến 11 giờ. Chốt lời từ 9 đến 11 giờ sáng. Anh chị em thấy rất rõ rồi chiến lược của Ed. Ed đã từng kinh qua trên thị trường đến hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Do vậy là anh chị em thấy rằng là tất cả mọi thứ kinh nghiệm của Ed, anh chị em có thể tham khảo và đọc thêm. Còn bản chất thì Ed cũng không giỏi hơn anh chị em quá nhiều. Kinh nghiệm của Ed cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng chưa lớn hơn thị trường quá nhiều. Thị trường chúng ta mới được 20 năm, Ed mới đi được có hơn 10 năm. Như vậy bằng một nửa thời gian của thị trường của chúng ta.
vẫn là một đứa trẻ. Nhưng nhận định về Ad thì anh chị em có thể thấy rằng tất cả những thứ mà Ad nhận định cho anh chị em đều có cơ sở. Tất cả mọi thứ đều dựa trên quy luật khách quan. Sự vận động và không ngừng. Cái quan trọng nhất là chúng ta thấy mọi thứ mà Ad nhận định được không phải đơn giản là dựa trên cái việc mà Ad đoán mò. Tất cả mọi thứ dựa trên cơ sở và cơ sở thực tiễn rất rõ ràng. Ở đây dựa trên phân tích kỹ thuật, dựa trên tâm lý hành vi và dựa trên kinh tế vĩ mô, chiến lược kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô. Chúng ta thấy rất nhiều vấn đề, kể cả vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, địa chính trị, liên quan giữa tình hình, liên quan giữa phép, liên quan tình hình kinh tế của Mỹ, lạm phát của Mỹ và địa chính trị giữa Nga, Ukraine và liên quan đến OPEC. Do vậy là Ad đã có chiến lược cho anh chị em vào dòng nào. Không phải là hôm qua khi Mỹ đưa ra lạm phát 9.1. Anh chị em anh chị em tham gia rất nhiều nhóm khác nhau. CPI 9.1 là anh chị em 91%. Là anh chị em bắt đầu đi tìm những cổ phiếu nào nếu CPI của Mỹ tăng như này, cổ phiếu nào của Việt Nam sẽ hưởng lợi. Về bản chất anh chị em không hiểu vấn đề. Nếu hưởng lợi thì nó đã lên rồi. Còn nếu không hưởng lợi thì anh chị em đừng một phiên rồi sau đó nó sẽ nhạt và nó rơi mất. Như vậy là chúng ta không phải vội vàng gì cả. Câu chuyện về CPI đã diễn ra rất lâu rồi. CPI của Mỹ chắc chắn còn tăng nữa, chưa phải là đỉnh đâu. Lạm phát sẽ còn tăng. Và chu kỳ suy thoái mới bắt đầu. Fed chỉ kìm hãm được thôi, còn thực chất của vấn đề vẫn diễn ra. Nếu anh chị em không học về kinh tế thì chúng ta sẽ không hiểu về kinh tế. Nếu anh chị em không học về kinh tế vĩ mô và quản lý kinh tế vĩ mô thì anh chị em sẽ không hiểu được vấn đề. Bản chất của vấn đề là tính quy luật. Chúng ta không trải qua được thì chúng ta sẽ không hiểu được. Anh chị em không hiểu về kinh tế thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những người không học về kinh tế, chúng ta sẽ nhìn vấn đề kiểu khác. Còn những anh chị em học về kinh tế nhìn vấn đề kiểu khác. Ngay bản thân em cũng vậy. Nhận thức của em về kinh tế cũng giới hạn. Chúng ta ai cũng có giới hạn của riêng mình cả. Như vậy chúng ta phải hiểu được vấn đề là chúng ta không vội vàng nếu chúng ta không biết, không vội vàng gì cả. Chúng ta hãy chờ, chúng ta cần những người đi trước. Và Ed nói rất rõ rồi, chúng ta không vội vàng bắt đáy khi CPI biết rằng CPI của Mỹ tăng lên. Chúng ta thấy là rất nhiều anh chị em có thể tham gia các nhóm khác nhau nói về CPI tăng lên, ngành nào được hưởng lợi. Về bản chất chúng ta cứ từ từ, ngành nào được hưởng lợi sẽ rõ. Trong Tam Quốc viết rất rõ, hồi sau sẽ rõ. Như vậy chúng ta đã thấy rằng ngành nào hưởng lợi. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều nhận định được đưa ra ngành nào được hưởng lợi. Nhưng thực chất thì thị trường đi xuống thì ngành nào hưởng lợi. Thị trường đi xuống vẫn là đi xuống. Chúng ta thấy thị trường vẫn có quy luật riêng của nó, không chỉ là CPI của Mỹ. Chúng ta cứ như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu được quy luật thật sự của thị trường là gì. Không phải chúng ta nghe những tin tức đó và chúng ta ứng dụng vào Việt Nam. Chúng ta đưa ra những nhận định của chúng ta không phải. Nó có tính quy luật riêng. Nếu anh chị em không hiểu về kinh tế vĩ mô thì anh chị em đã không hiểu vấn đề. Nhưng trong bài trao đổi hôm nay của Ed, chúng ta sẽ không phải là trao đổi về kinh tế vĩ mô, không phải kinh tế của Mỹ, việc lạm phát của Mỹ hay tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Chúng ta sẽ thấy vấn đề việc tính tỷ lệ thất nghiệp và tính CPI của mỗi nước sẽ khác nhau mặc dù công thức chung. Như vậy là chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây là khác nhau rất nhiều. Nên chúng ta không hiểu, chúng ta không học về kinh tế, chúng ta không trực tiếp làm về những vấn đề đó, anh chị em không hiểu hết được vấn đề. Nên chúng ta cứ chạy theo và chạy theo suốt. Như vậy chúng ta chỉ là những con lừa được treo ở củ cà rốt ở phía trước thôi, chúng ta sẽ không hiểu được vấn đề. Do vậy là trong hôm nay, em cũng nói rất rõ rồi, thị trường đã diễn ra theo đúng cái gì mà chúng ta đã thấy. Chúng ta đã thấy ở đây, 10 giờ 45 bắt đầu thị trường chốt lời rất rõ ràng rồi, em đã nói rất rõ rồi, anh chị em nên chốt lời từ 9 giờ cho đến 11 giờ và nên chúng ta chốt lời. Và anh chị đã thấy rằng hôm nay anh chị em có thể chốt lời vùng này, chúng ta đã thấy chúng ta đã chốt được cái vùng 1190. Thị trường có quay lại vùng đó không? Không quay lại. Một đi không trở lại. Một đi không trở lại và sau đó cứ giảm liên tục và thỉnh thoảng có nhịp hồi về 1179 kết phiên ngày hôm nay. Như vậy là 1190 là đỉnh của phiên ngày hôm nay. Anh chị em chốt lời được phiên sáng nay thì chúng ta thấy mọi thứ của chúng ta đều diễn ra theo đúng quy luật của nó. Và Ed đã có khuyến nghị rất sớm cho anh chị em trong phiên ngày hôm qua.
đó là chốt lời vào 9 đến 11 giờ. Chốt lời vào 9 đến 11 giờ. Anh chị đã thấy rồi, em nói rất rõ rồi. Chốt lời vào 9 đến 11 giờ. 9 đến 11 giờ sáng và bán sớm vào 9 đến 10 giờ 30 trước khi dấu hiệu đảo chiều rõ ràng. Như vậy anh chị em đã chốt lời được rồi. Trước khi dấu hiệu đảo chiều rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là 10 giờ 45. 10 giờ 45 thì rất nhiều anh chị em nhà đầu tư có thể thấy rằng đây chỉ là được điều chỉnh. Anh chị em thấy là đây chỉ là điều chỉnh. Và rất nhiều nhóm cho anh chị em vào bắt đáy. Và sáng nay cũng bắt đáy trong cái nhịp điều chỉnh của thị trường. Và chiều nay cũng bắt đáy. Như vậy chúng ta có cơ sở nào cho việc bắt đáy? Mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta có chiến lược khác nhau. Anh chị em tuần này chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Các cổ phiếu S cho anh chị em đều đã chốt lời hết rồi. Anh chị em đã cầm chắc phần thắng. Từ phiên thứ 2, phiên thứ 3, chốt lời ở phiên thứ 5, thứ 6. Tất cả anh chị em đã cầm tiền mặt. Như vậy câu chuyện của chúng ta. Cash is king. Như vậy là câu chuyện của chúng ta rất rõ ràng rồi. Tiền mặt là vua. Như vậy là anh chị em đã cầm tiền mặt hết rồi. Đúng theo quy tắc của chúng ta. Chúng ta cầm tiền mặt, chúng ta chờ đợi. Cái quan trọng nhất là người đi săn, đó là chờ đợi. Và anh chị nhìn thấy những con hổ đi săn, những con báo đi săn và sư tử đi săn bao giờ cũng chờ đợi rất lâu. Nhưng thành quả của chúng ta đạt được có thể có những lần thất bại và có những lần thành công. Do vậy là chúng ta bắt buộc phải kiên định mục tiêu của chúng ta, nếu không thì chúng ta sẽ là người thất bại mãi mãi. Bởi chúng ta cứ nhấp nhổ, chúng ta không biết được điểm nào ra, điểm nào vào, ngày nào cũng mua, ngày nào cũng bán, ngày nào mua mua bán. Anh chị em sẽ không hiểu được tại sao lại mua bán phải có lý do. Mỗi thời điểm chúng ta sẽ có những quyết định riêng, không phải thời điểm này chúng ta mua vào, chúng ta full margin, rất nhiều nhóm cho anh chị em full margin rồi, full cổ phiếu rồi. Tuần sau nữa, 21 tháng 7, thị trường đảo chiều về 1100, rồi 1056, 1060, thì hôm nay, ngày hôm nay, chúng ta đã mua được 1190, 1190 về 1050, thì anh chị em mất bao nhiêu điểm? 1190 về 1056, anh chị em mất hơn cả 100 điểm. Và hồi sau sẽ rõ, Ad có trong buổi trao đổi phía trước, Ad đã nói rất rõ ở đây rồi. Em có nói rất rõ rồi. Wow, bao giờ cũng vậy. Thị trường luôn có cách vận động riêng của nó. Thị trường luôn có cách vận động. Nên chúng ta phải tuân thủ quy luật khách quan. Đấy nó là cái quan trọng nhất. Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cần tuân thủ. Nhưng anh chị em đã cùng kinh qua rồi, anh chị em đã hiểu vấn đề. Còn nếu anh chị em chưa kinh qua, anh chị em sẽ chờ những cái nhịp sau để chúng ta chứng minh được những cái điều này. Còn em luôn đồng hành cùng anh chị em. Như vậy anh chị em muốn đúng sai, chúng ta cùng chờ thị trường. Và thị trường sẽ là người quyết định cuối cùng cho việc chúng ta đúng hay sai. Cái quan trọng nhất không phải là đúng hay sai, mà anh chị em giữ được tiền. Đấy mới là cái quan trọng nhất. Và hôm nay anh chị em thấy rồi. Phiên đảo chiều của chúng ta diễn ra vào 10 giờ 45 phút và một đi không trở lại. Rất rõ ràng, anh chị em nhìn thấy một cái chen dài đi suối đi xuống. Chúng ta thấy chưa một cửa nè. Anh chị em thấy rất rõ điều này. Như vậy là khi nhìn lại chúng ta mới thấy vấn đề là như vậy. Còn khi anh chị em đang trong cuộc, anh chị em sẽ không hiểu được vấn đề. Đang trong cuộc thì anh chị em không hiểu được vấn đề. Như vậy là thị trường của chúng ta đã diễn ra theo đúng quy luật của nó. Khi chúng ta nghĩ rằng thị trường sẽ hồi nhưng không phải. Anh chị em nhìn thấy trong phiên chiều hôm nay, thời điểm rất rõ ràng là chúng ta thấy thị trường đảo chiều là lúc 14 giờ, 14 giờ 10 phút, 14 giờ 10 phút. Rất rõ ràng rồi. Chúng ta nhìn thấy là từ 11, 1185.
Sau đó thì xuống chúng ta nhìn thấy kết phiên 1179. Mất 6 điểm. Mặc dù thị trường hôm nay giảm chỉ có hơn 2 điểm thôi, nhưng chúng ta thấy bản chất của vấn đề đó là mốc 1180 đã không được giữ. Kết phiên hôm nay thị trường đã giảm dưới mốc 1180, như vậy là một cái trend giảm điểm hết sức rõ ràng. Và dòng tiền chúng ta nhìn thấy MFI đó là đỉnh rồi. Nhưng bài hôm nay chúng ta sẽ trao đổi không phải là vấn đề này. Chúng ta trao đổi là vấn đề khác. Còn chúng ta sẽ đi qua một số dòng cổ phiếu nhất định để chúng ta xem thị trường của chúng ta sẽ còn đi đâu về đâu. Thị trường của chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Lát để chúng ta hiểu được hơn vấn đề. Hôm nay chúng ta đến với đầu tiên, đó là dòng thép. Dòng thép hôm nay chúng ta thấy sự xuất hiện duy nhất đó là dấu hiệu của Hòa Phát. Còn chúng ta nhìn thấy Hoa Sen một cái nhịp múa rất rõ ràng. Trong phiên hôm qua em cũng trao đổi rất rõ rồi. Hoa Sen một cái nhịp múa rất rõ ràng. Khi anh chị em không hiểu vấn đề thì chúng ta đã thấy rằng tại sao lại như vậy. Nhưng nếu anh chị em hiểu được vấn đề thì chúng ta thấy không có vấn đề gì cả. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo quy luật của nó. Tất cả mọi thứ đều quy luật. Như vậy chúng ta thấy Hoa Sen một cây nến múa, một cây chốt lời rất rõ ràng đối với Hoa Sen. Anh chị em có thể chốt lời với dòng thép đối với Hoa Sen. Trong phiên hôm qua em cũng trao đổi rất rõ rồi. Nam Kim cũng một cây nến búa. Một cây nến búa. Nam Kim cũng vậy. Anh chị em cũng canh chúng ta chốt lời. Còn thời điểm vào thì chúng ta sẽ chờ xem. Chúng ta không vội vàng gì cả. Hôm nay lực chốt lời rất lớn. Nam Kim đã có 13 triệu cổ phiếu được chốt lời hôm nay. Anh chị em thấy rất rõ rồi. 13 triệu cổ phiếu được chốt lời của Nam Kim. Như vậy là chúng ta không vội vàng gì cả. Thì hôm nay em đã cho anh chị em gần như chốt lời hết rồi. Còn hôm nay có một duy nhất ứng cử viên của chúng ta, đó là Hoàng Phạm. Hòa Phát hôm nay, Hòa Phát lên ngược. Hòa Phát hôm nay với ở đây chúng ta nhìn thấy một cây nến ở đây. Hòa Phát trong tất cả các lần chúng ta cùng quay lại. Hòa Phát ở đây. Anh chị em có thể nhìn thấy. Anh chị em nhìn thấy cây nến ở đây. Một cây nến ở đây rất rõ ràng. Một cây nến ở đây, Hòa Phát đang ở điểm này. Hòa Phát khi đó Hòa Phát giá 38. 38.1, sau đó Hòa Phát lên 39.73. Như vậy Hòa Phát lên 70. Một cái nến ở đây chúng ta nhìn một cái nến rất rõ ràng đối với Hòa Phát. Hòa Phát một cái vốn tăng đột biến, chúng ta nhìn thấy vốn tăng đột biến. Vốn hôm nay thì Hòa Phát lên 76 triệu. 76 triệu. Một cái vốn tăng đột biến, sau đó là một quy trình chúng ta nhìn thấy một thời gian rất dài Hòa Phát. Anh chị em có thể thấy rằng Hòa Phát đi một cái nến rất dài. Do vậy là trong phiên ngày mai nữa, phiên hôm sau chúng ta thấy là phiên 18 và phiên 19 Hòa Phát có thể những cây nến như thế này. Có thể những cây nến như thế này. Hòa Phát sẽ có một hai nhịp đi đây. 23 chúng ta nhìn thấy quanh vùng này. 23 chúng ta thấy là vùng 24. Quanh vùng 24 đây. Quanh vùng 24 Hòa Phát sẽ xuất hiện, bắt đầu xuất hiện lực chốt lời rất rõ. Và có thể Hòa Phát sẽ tiếp tục một cái chu trình. Chúng ta chưa biết đúng hay sai. Nhưng anh chị nhìn thấy lịch sử của Hòa Phát đã đi qua. Lịch sử của Hòa Phát đã đi qua. Đó là cái giá chúng ta nhìn thấy 30, 38, 38.1.
38.1 này. Thì chúng ta nhìn thấy sau phiên này, cái phiên là 37.92, thì sau phi chúng ta nhìn thấy Hòa Phát còn lên cả 37.99. Như vậy là chúng ta nhìn thấy là 39.73 là 40. Lên 440. Hòa Phát lên 40 sau đó giảm điểm mạnh. Chúng ta nhìn thấy Hòa Phát lên 40. Phiên Hòa Phát dừng ở Hòa Phát đóng cửa. Chúng ta thấy là Hòa Phát đóng cửa là 30. Chúng ta nhìn thấy là 37. 37.95. Sau đó thì chúng ta nhìn thấy Vôn 37.92 mình Vôn. Vôn hôm đấy chúng ta nhìn thấy ở đây 76 triệu. 76.237 triệu. Bảy triệu cổ phiếu. Sau đó thì bắt đầu chu kỳ giảm. Như vậy là Hòa Phát anh chị thấy rồi. Hòa Phát đóng cửa. Đóng cửa đây chúng ta nhìn thấy đó là ngày 3 tháng 3. Mùng 3 tháng 3 của năm 2022. Mùng 3 tháng 3 của năm 2022. Anh xem thấy rồi. Mùng 3 tháng 3 của năm 2022, Hòa Phát mới vốn rất là lớn, 76.237 cổ phiếu. 237.000 cổ phiếu chúng ta thấy rất rõ. Sau phiên đó Hòa Phát lên được hai phiên. Hòa Phát lên vùng vùng này chúng ta nhìn thấy là vùng 39.73, vùng 40. Sau đó thì tiếp tục giảm điểm và một trend tiếp tục giảm điểm. Như vậy vùng này chúng ta thấy Hòa Phát có dấu hiệu tạo đáy. Có dấu hiệu tạo đáy. Nhưng hôm nay lại một cây nến tăng đột biến như vậy. Như vậy đây có thể được gọi là phân phối. Hay là chúng ta xem đây là phân phối đáy hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Phân phối đáy hay không? Một câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm ở đây, liệu đây có phải phân phối đáy? Liệu đây có phải là phân phối đáy hay không? Để chúng ta hiểu rằng thực sự là vấn đề không phải theo cách của chúng ta. Liệu có phải là phân phối đáy hay không? Như vậy là chúng ta cùng chờ xem trong tuần sau thị trường sẽ phản ứng ra sao. Liệu đây có phải là phân phối đáy hay không trước trong một chu kỳ giảm giá tiếp tục. Chúng ta nhìn thấy có thể Hòa Phát đi ngang một đoạn này rồi. Chúng ta nhìn như cảm giác là Hòa Phát đang tạo đáy. Nhưng sau đó thì sao? Anh chị có thể thấy rằng đây Hòa Phát đi lên từ đỉnh ở đây 44 và sau đó số vùng này lên lại vùng này, chúng ta cảm giác như vùng này được tạo một cái đáy. Anh chị em có thể xem ở đây Hòa Phát tưởng như tạo một cái đáy tiếp theo, chúng ta thấy là từ vùng này 43 về vùng này đó là vùng 35, vùng 32. Anh chị em có thể thấy đây đưa tưởng một cái đáy rồi, chúng ta nhìn như một cái đáy rồi, nhưng chúng ta lại nhìn thấy một cái phiên mà vô tăng đột biến, chúng ta tưởng rằng là vỡ chen, gãy chen hay là phá chen đi lên rồi. Chúng ta nhìn nếu mà xét là phân tích kỹ thuật, anh chị em nhìn thấy ở đây ngay ở đây đã thành một cái vùng gọi là phá chen đi lên rồi. Nhưng anh chị em nhìn thấy không? Nhưng thực chất lại khác. Thực chất thì sau đó Hòa Phát lại tiếp tục giảm điểm. Hòa Phát lại tiếp tục giảm điểm từ vùng này, vùng 38 về lại vùng này chúng ta nhìn thấy là vùng 23, vùng 20. Như vậy thực chất là Hòa Phát đã tạo một trend chưa? Chúng ta cùng chờ xem. Liệu chúng ta có phù mô tiếp hay không?
trong tất cả lịch sử của Alpha chúng ta thấy rất rõ, đây là lần phân phối đỉnh, lần phân phối đáy ở đây. Chúng ta có thể đáy đây, đáy đây có thể là được gọi là vùng đáy 2, đáy 3. Như vậy là có những chu kỳ đáy riêng, nó đi lên rồi đi xuống. Chúng ta thấy có những đáy riêng ở đây. Như vậy đáy ở đây có thể là được xem ở đây, vùng đáy này là vùng đáy tiếp tục sẽ là xuống vùng này, vùng số 1. Thì hai lần test vùng số 1 gãy thì chúng ta đây có thể là vùng số 2, dùng số 2 của Hòa Phát. Đây là cái vùng cũ của Hòa Phát, đỉnh cũ của Hòa Phát, thì Hòa Phát sẽ về vùng này, tức là vùng 15. Hòa Phát sẽ về vùng 15. Như vậy anh chị em thấy là Hòa Phát có thể Hòa Phát về vùng 15. Hòa Phát về vùng 15 mới là cái đáy tiếp theo mà chúng ta thấy. Như vậy thật sự là vấn đề ở đây là vùng 15. Có thể 10-15 mới là cái đáy tiếp theo của Hòa Phát. Chúng ta vẫn hiểu vấn đề rằng là vấn đề vẫn như vậy, thị trường của chúng ta vẫn diễn ra như vậy. Nên anh chị xem là Hòa Phát của chúng ta anh chị có thể xem xét. Còn các cổ phiếu khác anh chị em thấy là hôm nay thì các cổ phiếu khác đã giảm rồi, còn riêng mình Hòa Phát đi một con đường. Nhưng bản chất của con đường này có phải là con đường đi lên trong một chu kỳ đi lên hay không, hay là chỉ là phân phối ở dưới đáy, liệu là phân phối đáy hay không, chúng ta cùng chờ xem. Chúng ta cùng chờ xem. Còn chúng ta sẽ chuyển sang dòng khác. Dòng thép đi qua rồi, chúng ta đã chốt lời rồi, chúng ta chủ động chờ xong. Chúng ta đến với dòng dầu khí. Dầu khí hôm nay anh chị em chốt lời với T3, anh chị em cũng khá là ổn rồi. Chúng ta đã hoàn toàn hoàn thành kế hoạch T3 rất tốt. Và kế hoạch T3 rất tốt. Rồi kế hoạch T3 trước cho một chu kỳ giảm tiếp. Như vậy chúng ta hoàn thành K3 rồi. Đối với dòng dầu khí T3 đã hoàn thành. Và BSR có thể về tiếp tục. Chúng ta sẽ có những kế hoạch tiếp theo. Dành cho BSR hoặc PVD chúng ta sẽ kế hoạch tiếp. Đây không phải là thời điểm chúng ta vào. Còn kế hoạch cụ thể trong tuần sau, em chỉ khuyến nghị cho anh chị em trong nhóm em quản lý thôi. Còn anh chị em bên ngoài, anh chị em có thể là chủ động giao dịch. Chúng ta đến với dòng khác, không phải dòng giờ, chúng ta đến với dòng đạm. Dòng đạm cũng vậy, em đã trao đổi phiên hôm qua rồi, chúng ta chốt lời. Anh chị em chốt lời không bao giờ sai. Em nói rất rõ rồi, phiên bùng nổ chỉ là chốt lời, không phải là thời điểm để chúng ta phù mua theo. Khi thị trường sập, sẽ có dòng cổ phiếu dẫn dắt, lúc đó chúng ta vào sau. Hôm nay chúng ta bán rồi, anh chị em hoàn toàn có tiền mặt cho phiên thứ hai, anh chị em vào hàng mới. Như vậy chúng ta qua dầu, qua đạm, qua sắt thép rồi, chúng ta qua chứng khoán. SSI cũng vậy, SSI cho anh em chốt lời rồi. VND cũng vậy, phiên hôm qua bùng nổ là chốt lời. Em đã cho chốt lời rất rõ rồi, em cho lời thứ 5. SSI. Như vậy là chiến lược của chúng ta đến ngày hôm nay, anh chị em thấy là chiến lược của chúng ta đã phát huy tác dụng. Chúng ta đã được chốt lời với điểm cao nhất khi các cổ phiếu điều trần. Các cổ phiếu điều trần tránh khỏi những thứ mà phiên giảm tiếp tục, chúng ta đã thấy rất rõ rồi. SHS cũng vậy. Còn dòng banh, chúng ta chuyển sang dòng banh. Dòng chứng khoán chúng ta đã chốt lời rất xuất sắc rồi. Còn dòng banh, STB. STB một cây nến múa rất xuất sắc, một cây nến múa. Rồi thị trường sẽ giảm, một cây nến múa. NTB đã chốt lời xong. CTG cũng một cây nến múa chốt lời xong, vốn lớn, vốn tăng đột biến với sự chốt lời. Như vậy là chúng ta thấy là chắc chắn những phiên tiếp theo nữa, chúng ta sẽ thấy là những phiên tiếp theo. CTG tăng đột biến rồi cũng giảm. Như vậy là trong những phong tiếp theo, chúng ta cùng xem là những cổ phiếu này sẽ giảm, tiếp tục sẽ giảm. Chúng ta thấy sẽ giảm. BID thì em đã trao đổi rồi, BID phân phối 9 phiên rồi. Hôm nay là 9 phiên rồi, chúng ta còn không chờ mong gì nữa đối với BIDV. Em đã cho chốt lời rồi trong phiên hôm trước. Như vậy đối với dòng banh, em đã cho chốt lời hết rồi. Dòng trụ đoạn này chúng ta đã không vào, thì dòng trụ chúng ta không vào nữa. Dòng trụ có nhịp của nó, có chu kỳ của nó. Chúng ta cùng đến với nhận định thị trường trong tuần sau nữa. Đầu tiên chúng ta đến với VN30 F1M. VN30 F1M đã có dấu hiệu giảm.
giảm về vùng này, chúng ta nhìn thấy rất rõ một cây nến đặt Majubuju, mặc dù là không dài lắm nhưng chúng ta nhìn được một cây nến đặt Majubuju, chưa có một dấu hiệu nào cho việc đảo trend cả, chắc chắn là vẫn một trend đi xuống đối với VN30FM, vẫn một trend xuống rất rõ ràng. Chúng ta đến với VN30 cũng vậy, chưa có một cái dấu hiệu nào đảo chiều cho VN30 cả. VN30 vẫn nằm trong trend giảm. Vẫn nằm trong trend giảm. Chưa có một cái trend nào thay thế được cả. VN30 vẫn nằm trong trend giảm. Dấu hiệu tạo đáy chưa thành công. Vốn tăng đột biến, cổ phiếu giảm. Như vậy ở VN30 vẫn chịu tác động giảm điểm. Ed nói rất rõ trong phiên hôm trước rồi. Như vậy hôm nay chúng ta nhìn thấy là VN30 cũng giảm. VN-Index cũng giảm. Nhưng chúng ta cùng chuyển sang VN-Index. VN-Index hôm nay chúng ta nhìn thấy cây nến này. Cây nến ở đây. Chúng ta nhìn thấy ở đây. Một cây nến múa rất rõ ràng. Một cây múa dấu hiệu của đảo chiều. Dấu hiệu của tạo đỉnh ngắn hạn. Như vậy chúng ta nhìn thấy rất rõ trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta cùng hướng đến tuần sau. Đó là từ 18 cho đến 24. Và thị trường của chúng ta sẽ có thể rồi một cây nến búa rất rõ ràng. Một cây nến búa. Như vậy chúng ta cùng đi xem lịch sử các cây nến búa ra sao. Lịch sử các cây nến búa. Chúng ta thấy các cây nến búa đã đi qua. Rất rõ ràng cây nến búa. Một cây nến búa. Một cây nến búa không rõ ràng thôi. Như chúng ta thấy rất rõ ràng các cây nến búa cùng đi qua với thị trường của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy có thể là một cây nến búa hoặc một cây nến doji. Một cây nến búa hoặc một cây nến doji. Anh xem có thể nhìn thấy đây có thể là một cây nến doji. Một cây nến doji. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn một cây nến búa. Chúng ta nhìn thấy một cây nến búa. Cũng có thể là một cây nến búa. Nó không rõ ràng. Như chúng ta nhìn thấy ở đây. Một cây nến búa đây. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây. Trend của chúng ta. Thị trường của chúng ta. Hôm nay vô thì chúng ta nhìn thấy vô không có gì đáng kể. Vốn không có gì đáng kể cả. Như vậy chúng ta nhìn thấy thị trường của chúng ta. Thị trường của chúng ta trong tuần này và tuần tiếp theo nữa. Chúng ta nhìn thấy đó chính là dấu hiệu đảo chiều cây nến. Chúng ta nhìn thấy ở đây một cây nến búa. Một cây nến búa rất rõ ràng. Một cây nến búa rất rõ ràng. Trend hiện tại vẫn là một trend. Vẫn là một trend giảm. Chưa có một trend nào lên cả. Một cây nến búa đảo chiều rất rõ ràng. Và chúng ta nhìn thấy trong bài trao đổi phía trước chúng ta nhìn thấy MFI. MFI chúng ta nhìn thấy MFI có dấu hiệu ở trên này.
Việc dấu hiệu MMA đảo chiều rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy dấu hiệu MMA. MMA đã đi xuống. Như vậy là MMA đã đi xuống rồi. Chúng ta thấy dòng tiền đã có dấu hiệu thoát ra rồi. Chúng ta nhìn thấy rất rõ rồi. Như vậy là ngoài một cái nến doji ra, chúng ta thấy dòng tiền đã thoát ra. Dòng tiền đã thoát ra. Dòng tiền đã thoát ra rất rõ ràng. Kéo lên chỉ để thoát hàng rồi. Chúng ta chờ dòng tiền về đây. Chờ dòng tiền về chỗ này. Chúng ta cùng chờ xem. Chúng ta không cần vội vàng gì cả. Cứ chờ dòng tiền về dưới này. Về dưới 20. MFI nhỏ 20 đã. Anh chị em cứ chờ như vậy. Chúng ta không vội vàng gì cả. Mỗi giai đoạn khác nhau, chúng ta có chiến lược khác nhau. Như vậy anh chị em đã thấy dòng tiền đã thoát ra rất rõ ràng. Dòng tiền đã thoát ra rất rõ ràng. Ngoài một cây nến doji rất rõ ràng thì chúng ta nhìn thấy một cây nến búa của chúng ta. Hôm nay chúng ta xuất hiện rồi một cây nến búa. Một cây nến búa đảo chiều rất rõ ràng trong đỉnh ngắn hạn. Và mặt khác chúng ta nhìn thấy dòng tiền đã rút ra. Dòng tiền đã rút ra. Như vậy dòng tiền đã rút ra và một cây nến búa nữa chúng ta kết hợp lại thì chúng ta nhìn thấy thị trường của chúng ta bắt đầu một trend giảm điểm. Bắt đầu một trend giảm điểm. Và chúng ta thấy là trong tuần sau nữa thị trường của chúng ta có thể giảm vùng nào. Như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng rồi. Thị trường của chúng ta trong tuần sau. Trong tuần sau nếu giảm, chúng ta thấy thị trường nếu giảm tiếp tục giảm, một gốc kháng cự gần nhất của chúng ta nhìn thấy đây. Vùng gần nhất 1103, 1100. Vùng 103, 1100 ở vùng này. Rất gần cái vùng này. Chúng ta có thể thấy vùng này. Đây, chúng ta nhìn thấy có thể là vùng này. Vùng 103. Như vậy thị trường của chúng ta có thể tuần sau sẽ tiếp tục về vùng 103. Vùng 103. Chúng ta thấy thị trường có thể về 1103. Còn trong tuần sau chúng ta thấy chỉ một vài nhịp hồi phục thôi. Thị trường vẫn là đi xuống, chưa có cái trend nào đi lên cả. Dòng tiền vẫn cứ ra thôi, chưa có dòng tiền nào vào cả. Dòng tiền vẫn cứ ra liên tục, ra liên tục. Dòng tiền vẫn ra. Dòng tiền vẫn ra cùng với sự giảm của VN Index. Chúng ta dòng tiền vẫn cứ ra. Do vậy đoạn này chúng ta chiến lược của chúng ta vẫn là T cộng 3. T cộng 3. Anh chị em chủ yếu chúng ta sẽ chơi chơi T cộng 3. T cộng 3 là chính. Chủ yếu là T cộng 3. Do vậy là chiến lược trong tuần sau của chúng ta cũng là T cộng 3. Nên trong tuần sau những nhịp nào vào được chúng ta sẽ vào. Còn nếu không chúng ta sẽ không phù mù theo. Đơn giản, chúng ta biết được việc chúng ta cần làm là gì. Dòng tiền đã ở trên đỉnh rồi. Dòng tiền đã thoát ra rồi. Đỉnh rồi. Chúng ta nhìn thấy đỉnh của dòng tiền rất rõ ràng. Như vậy chúng ta cùng chờ xem thị trường trong tuần sau sẽ về điểm nào. Chúng ta sẽ chỉ nhìn đấy trong tuần sau. Trong tuần sau của chúng ta VN Index sẽ về vùng nào? Chúng ta cùng kỳ vọng rằng trong tuần sau thị trường của chúng ta tuần sau chúng ta là tuần từ 18 cho đến 18 đến 24 tháng 7.
thị trường sẽ giảm về. Chúng ta để ý là mốc 1100. 1100. Chúng ta để ý là mốc 1100 là cái mốc rất chắc chắn của chúng ta. Tiếp theo là 1 1060. Rồi 10 1050. Đấy là cái mốc mà chúng ta cần quan tâm. Thị trường của chúng ta có thể giảm được này. Cái tuần sau của chúng ta là đáo hạn phái sinh. Tuần sau đáo hạn phái sinh. Do vậy anh chị em hết sức để ý trong tuần sau nữa. Chúng ta là đáo hạn phái sinh. Nên việc thị trường về này, vùng này hết sức bình thường. Còn trong phiên này mà thị trường sẽ quay lại để chúng ta sẽ test xem thị trường sẽ về vùng này chúng ta bắt đáy được hay chưa, với tùy từng cổ phiếu khác nhau, với dòng khác nhau em sẽ nhận định cụ thể và tấn gửi đến từng anh chị em nhà đầu tư. Còn tuần này của chúng ta cùng chờ mong thị trường sẽ giảm điểm. Tuần sau thị trường giảm điểm, anh chị em đã cầm tiền mặt rồi thì chúng ta yên tâm, tuần sau giảm điểm về dưới vùng 20 chúng ta mua lại. Và buổi trao đổi của em dành cho anh chị em ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Một cây đèn búa và tiền mặt là vua. Chúng ta đã thể hiện rất rõ rồi. Với việc đáo hạn phái sinh có thể giúp thị trường chúng ta quay lại mốc 1100. 1100 là mức mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng thị trường ít ra có một cái đáy ở đây. Chúng ta lên lại một nhịp, chúng ta yên tâm, chúng ta được 20% chúng ta chốt lời. Như vậy là khá an toàn và chúng ta. Không phải chúng ta theo đuổi một cái đỉnh, thay vào đó chúng ta theo đuổi một cái đáy sẽ tốt hơn. Như vậy là anh chị em hoàn toàn chúng ta có thể chiến thắng thị trường khi thị trường đi xuống hoặc khi đi lên, chứ không phải chúng ta đánh lung tung. Chúng ta nghĩ rằng thị trường đã lên ngay, không phải, thị trường còn giảm dài dài. Đây chỉ là cái đỉnh thôi và tất cả cổ phiếu đã giảm điểm trong ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thị trường đo lường là một dấu hiệu đầu tiên để chúng ta biết thị trường của chúng ta có nhịp và có giai đoạn, không phải lúc nào cũng một. Và trong thứ hai tuần sau anh chị em canh chúng ta những nhịp thị trường hồi phục để chúng ta chốt lời, tránh việc thị trường sẽ tiếp tục đi xuống và dòng tiền đang rút ra rồi. Do vậy là thị trường của chúng ta sẽ giảm điểm. Anh chị em có câu hỏi nào, anh chị em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ cùng anh chị em để giải quyết vấn đề. Như vậy là tuần này của chúng ta đã đi qua. Chúng ta sẽ chuyển sang tuần tiếp theo. Ngày 18 tháng 7, ngày thứ hai bắt đầu tiên trong một chu kỳ tiếp theo. Em sẽ cùng anh chị em để chúng ta giải quyết vấn đề trong tuần tiếp theo là chúng ta chờ bắt đáy những cổ phiếu nào. Còn buổi trao đổi ngày hôm nay dành cho thị trường của chúng ta đến đây là hết rồi. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong buổi trao đổi tiếp theo. Kính chúc anh chị em nhà đầu tư cuối tuần vui vẻ cùng người thân và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tuần tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư.